Dù bạn là một fan cứng của Pixar hay chỉ mới xem vài bộ phim Pixar nào đó thôi, thì chắc hẳn sẽ phải để ý đến chiếc đèn nhún nhảy khi bộ phim bắt đầu. Driver Disney cùng mở đầu thương hiệu là đoạn nhạc không lời When You Wish Upon a Star, với lâu đài nguy nga, bắn pháo bông xuất hiện hoành tráng. Phần intro của Pixar lại cực kỳ đơn giản một cách thông minh. Dòng chữ Pixar in hoa xuất hiện sau phút chớp, ngắn ngủi giới thiệu về xưởng phim Walt Disney và tiếng cookie bắt đầu. Đó là tiếng bật nhảy từ chiếc đèn bằng trắng chạy từ phía bên ngoài, ngó nghiêng qua, ngó nghiêng lại, rồi xoay phần bóng đèn ra màn hình, cho đến khi màn hình chỉ còn một màu đen bao phủ. Tại sao chiếc đèn bàn ấy lại như vậy trong đoạn intro của Pixar? Câu chuyện đằng sau phần chào hỏi huyền thoại này là gì? Hãy cùng khám phá bài viết của tác giả Vĩnh Anh tại Spyroom trong video sau đây nhé! Bạn đã bao giờ tưởng tượng về một cuộc đời mà bản thân mình mong muốn chưa? Nếu đang muộn phiền bởi những suy nghĩ trên, thì cuốn sách này có thể sẽ giúp bạn giải đáp được phần nào. Chìm đắm vào những suy tư và chiêm nghiệm cuộc đời với Thư từ xứ con người ngay tại tủ sách nhà nhẹ nhé. Có một lần trên fanpage chính thức, Pixar có đăng hình ảnh của chiếc đèn cùng với quả bóng. Lập tức, có người hỏi liệu có bộ phim nào hay câu chuyện nào liên quan đến chiếc đèn hay không? Tại sao lại xuất hiện nó? Câu trả lời là có. Sự xuất hiện của chiếc đèn đã đánh dấu một cuộc cách mạng về phim hoạt hình, đưa Pixar từ vị trí công ty phần cứng máy tính xoàng xỉnh thành hãng phim hoạt hình xuất sắc mọi thời đại. Pixar ra phim không nhiều, nhưng mọi sản phẩm phim từ đội ngũ sáng tạo của Pixar ra mắt đều mang lại cảm xúc. Và cảm xúc ở đây không đến nhiều từ con người, mà đến từ những vật vô tri vô giác, loài vật, và sau này đến từ các cảm xúc và linh hồn thế giới bên kia nữa. Tất cả khởi đầu bằng chiếc đèn bàn này. Nó có tên gọi hẳn hoi và cả đoạn phim ngắn về nó. Đó là Lasso Junior, bộ phim ngắn đầu tay của Pixar ra mắt vào năm 1986. Trong một căn phòng tối, một chiếc đèn bàn lớn được chiếu sáng tên là Lasso Senior, hay còn gọi với cái tên Lasso Cha, nhìn thấy một quả bóng nhỏ màu vàng có sọc xanh và một ngôi sao màu đỏ ở phía trước lăn lên trước nó. Vật này chính là quả bóng Lasso. Tiếp tục đoạn video, Lasso Cha nhìn quả bóng một cách tò mò và đẩy nó ra xa với bóng râm của mình. Nhưng quả bóng lại quay trở lại với nó. Lasso Cha đẩy quả bóng đi một lần nữa. Quả bóng tiếp tục quay trở lại, nhưng lần này nó lăn qua Lasso Cha. Tiếp đến, một chiếc đèn bàn nhỏ hơn, rất ư lý lắc và tăng động, tên là Lasso Junior xuất hiện, hay còn gọi với cái tên Lasso Con, nhảy lên người cha. Lasso Con và cha của nó chơi với quả bóng Lasso. Đó là món đồ chơi yêu thích của cậu. Lasso Con giữ thăng bằng trên đỉnh của quả bóng, giống như một con voi ở rạp xiếc. Nó nảy xung quanh quả bóng quá mạnh, làm hỏng cả quả bóng và khiến nó xì hơi. Lasso Cha báo hiệu cho Lasso Con rằng quả bóng của nó đã bị xì do Lasso Con quá phá phách. Lasso Con có vẻ buồn và không có gì nó có thể làm cho quả bóng này trở lại như cũ. Lasso Cha cảm thấy tệ cho Lasso Con, nhưng rất vui vì đứa trẻ đã biết kiềm chế sự quậy phá của mình. Đột nhiên, một quả bóng bãi biển khổng lồ lăn bên cạnh nó, và Lasso Con nhìn thấy quả bóng mới này đã vui vẻ trở lại, và lần này thật sự rất phấn khích. Lasso Cha nhìn vào camera rồi ngượng ngùng cúi đầu. 1. Tại sao lại là Lasso Junior? Lasso Junior là tên bộ phim hoạt hình đầu tiên của Pixar sau khi hai cái tên đình đám trong giới hoạt hình về sau, Ed Catmull và John Lasseter, rời khỏi bộ phận máy tính của ILM. Khi sáng tạo bộ phim, mục đích của Lasseter là hoàn thành bộ phim ngắn cho SIGGRAPH, một triển lãm công nghệ máy tính hàng năm có sự tham gia của hàng ngàn chuyên gia trong ngành. Catmull và Lasseter làm việc suốt ngày đêm, và Lasseter thậm chí còn lấy túi ngủ và ngủ dưới bàn, sẵn sàng làm việc vào sáng sớm hôm sau. John Lasseter đã sử dụng đèn Lasso trên bàn vẽ của mình làm mô hình kết xuất đồ họa. Ông đã thử nghiệm với mô hình, sử dụng nó cho các nghiên cứu chuyển động và trình diễn mô hình Lasso hoạt hình tại một liên hoan phim hoạt hình ở Brussels. Lasseter không có kế hoạch tạo ra câu chuyện cho chiếc đèn, nhưng nhà hoạt họa người Bỉ Raoul Serve đã thúc giục ông viết một cốt truyện. Serve nói rằng, dù ngắn đến đâu, nó cũng nên có một khởi đầu, một đoạn giữa và một kết thúc, đừng quên đi câu chuyện. Serve đã thuyết phục Lasseter rằng, độ dài của bộ phim hoạt hình sẽ không cản trở câu chuyện và nói với ông rằng, anh có thể kể một câu chuyện trong 10 giây.
Lasseter đã làm theo lời khuyên của Cervé và nghĩ ra cốt truyện cho một bộ phim ngắn. Ông quyết định biến Lasseter thành một nhân vật hoạt hình giống như thật và biến nó thành một câu chuyện ngắn kể về câu chuyện một chiếc đàn bố và một chiếc đàn con đẩy bóng qua lại. Cảm hứng cho nhân vật Lasseter con đến từ lúc Lasseter tiếp xúc với Spencer, con trai nhỏ của Tom Porter, một thành viên trong đội ngũ Pizza. Lasseter tự hỏi liệu tỷ lệ cơ thể của một đứa trẻ có thể được áp dụng cho chiếc đàn hay không. Lasseter chia sẻ rằng Spencer khoảng 1 tuổi rưỡi và nhìn thấy chú bé giơ hai tay lên đầu khiến tôi bật cười vì chú bé chưa thể chạm tay vào đỉnh đầu của mình được. Sau khi chú bé rời đi, tôi bắt đầu nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra, một chiếc đàn bé con sẽ trông như thế nào. Ông đã thay đổi tỷ lệ của chiếc đàn mô hình để làm cho nó giống trẻ sơ sinh hơn, một cái đầu lớn và một cơ thể nhỏ. Lasseter đã không sửa đổi kích thước của bóng đèn. Ông tưởng tượng rằng bóng đèn mua ở cửa hàng tách biệt với thân của chiếc đèn và không bị lão hóa. Còn trong phim, chiếc đèn phụ huynh vốn là một người cha, nhưng nó lại dựa trên nguyên mẫu người mẹ của ông. Sau đó, Lasseter gặp Jim Blin, một đồng nghiệp chuyên nghiệp về thuật toán tạo bóng. Blin hỏi Lasseter liệu chiếc đèn lớn Lasso Senior là mẹ hay cha. Mặc dù ký ức khá mơ hồ, Lasseter gọi chiếc đèn lớn là cha. Sau đó, ông nhận ra rằng mình đã thành công trong việc áp dụng ý tưởng và cảm xúc của Disney vào các nhân vật hoạt hình của mình. 2. Điều gì khiến Lasso Junior trở nên khác biệt vào thời điểm đó? Lasso Junior đã khuấy đảo làn sóng bất ngờ trong toàn bộ ngành công nghiệp đến tất cả các ngóc ngách của máy tính và hoạt hình truyền thống. Vào thời điểm đó, hầu hết các nghệ sĩ truyền thống đều sợ máy tính. Họ không nhận ra rằng máy tính đơn thuần chỉ là một bộ công cụ khác trong bộ dụng cụ của nghệ sĩ, mà thay vào đó, nhận thấy đó là một phương thức tự động hóa có thể đe dọa công việc của họ. May mắn thay, thái độ này đã thay đổi đáng kể vào đầu những năm 80 với việc sử dụng máy tính cá nhân trong nhà. Việc phát hành bộ phim Lasso của chúng tôi đã củng cố ý kiến này trong cộng đồng chuyên nghiệp. Edwin Catmull chia sẻ vào năm 1988. Lasso Junior là bộ phim ngắn đầu tiên được Pixar Animation Studios sản xuất, sau đó được ra mắt vào năm 1986 tại hội nghị SIGGRAPH. Bộ phim được coi là một bước đột phá trong lĩnh vực CGI, công nghệ mô phỏng hình ảnh bằng máy tính. Dù phim tuy chỉ kéo dài chỉ hơn 2 phút, nhưng nhanh chóng trở thành phim hoạt hình 3D đầu tiên được đề cử giải Oscar trong hạng mục phim hoạt hình ngắn hay nhất. Và đây cũng là một bộ phim hoạt hình máy tính đầu tiên được đề cử cho Academy Award. Chiếc đèn bàn cũng đã được chọn để làm vật trưng bày, bảo tồn trong cơ quan đăng ký phim quốc gia do ý nghĩa văn hóa, lịch sử và thẩm mỹ của nó. Lasso Junior đã giới thiệu với thế giới về cách hoạt họa đã trải đường cho Pixar trở thành hãng phim hoạt hình như ngày hôm nay. Lasso Junior đã chứng minh những tiến bộ trong công nghệ tự đổ bóng. Trong đó, các vật thể có khả năng tự tỏa sáng và đổ bóng lên chính mình bằng bản đồ bóng. Tất cả đều đang chuyển động một cách gần như giống như thật. Ở cấp độ điện ảnh, nó thể hiện một câu chuyện đơn giản và thú vị, bao gồm các nhân vật có sức biểu cảm cao. Cách mà những chiếc đèn trở nên sống động là điều tách biệt Lasso Junior với những bộ phim ngắn khác vào thời điểm đó. Bộ phim không chỉ sử dụng chủ nghĩa tranh mô phỏng ảnh chụp để làm cho bộ phim ngắn trông sống động, mà còn sử dụng chủ nghĩa hiện thực cảm xúc để kể một câu chuyện. Vì thế, khi xem Lasso Junior, bạn thường quên đây là câu chuyện về hai chiếc đèn. Bạn sẽ nghĩ đây là câu chuyện về hai con người. Cách Pixar có thể làm cho các vật thể vô hồn trở nên sống động trong Lasso Junior đã mở đường cho cuộc sống của những vật thể vô tri vô giác khác trong các bộ phim hoạt hình nổi tiếng khác như Toy Story và Cars. 3. Chiếc đèn Lasso ngoài đời như thế nào? Đèn Lasso có cái tên bắt nguồn từ tiếng Latin là I Give Light, tạm dịch là tôi cho ánh sáng, được thiết kế bởi Jacob Jacobsen, kiến trúc sư kiêm nhà thiết kế, sản xuất lần đầu tiên ở Na Uy vào năm 1937. Lasso Elquan là chiếc đèn ban đầu của Jacob. Đó là một thiết kế độc đáo, có đặc tính chiếu sáng khéo léo và phần thân được cân bằng lò xo linh hoạt, cho phép chuyển động duyên dáng đã được bắt chước trong phim hoạt hình Pixar. Kể từ khi thành lập thương hiệu này, 25 triệu chiếc đèn LED Elquan đã được bán trên toàn thế giới. Đến nay, chiếc đèn Lasso vẫn là hình mẫu về tính linh hoạt, chất lượng và tính thời trang đã biến nó thành sản phẩm phổ biến lâu dài. 4. Vụ kiện của chiếc đèn Pixar.
Xuyên suốt phần lớn lịch sử kể từ bộ phim Lasso Junior, Pixar đã có mối quan hệ tốt với Lasso, công ty Na Uy có sản phẩm đoạt giải thưởng đã truyền cảm hứng cho bộ phim. Đối với hầu hết các bộ phim, công ty Lasso rất vui khi để Pixar sử dụng đèn biểu tượng của họ như một phần không thể thiếu trong bản sắc thẩm mỹ của không gian quay phim. Nhưng điều đó gần như đã thay đổi vào năm 2009, khi Pixar bắt đầu phát hành các đĩa Blu-ray của phim Up với những chiếc đèn Lasso con của riêng mình. Khi ấy, Pixar đã thuộc về Disney. Có một sự thật là, nếu Disney nhận thấy họ có cơ hội về mặt thương mại đối với một cái gì đấy, Disney sẽ nắm bắt nó. Vì vậy, hãng đã sản xuất chiếc đèn bàn tựa như đèn Lasso cho riêng mình để thúc đẩy việc bán gói phim Up phiên bản đặc biệt. Tuy nhiên, công ty Lasso không hài lòng và đệ đơn kiện Disney. Sau đó, công ty Lasso và Disney giải quyết vụ kiện bên ngoài phòng xử án và Pixar vẫn sử dụng Lasso con như một phần trong bản sắc thương hiệu của mình. Nhưng bạn sẽ không thấy Disney bán chúng lần nào nữa. 5. Một số biến thể của đèn bàn Pixar. Trong cuốn sách về lịch sử của Pixar, To Infinity and Beyond, The Story of Pixar Animation Studios, nhà phê bình phim Leonard Maltin nói rằng ông thích sự thật rằng Lasso con vẫn còn có ý nghĩa với mọi người tại Pixar và nhận xét rằng Lasso con của Pixar không khác gì chuột Mickey của Disney vậy. Lasso con giờ đây đóng vai trò là linh vật cho Pixar Animation Studios, xuất hiện hầu hết trong logo sản xuất trước và sau mỗi bộ phim. Trong teaser trailer cho Wall-E, bóng đèn của Lasso Junior bị cháy khi chiếc đèn quay lại nhìn vào camera. Wall-E lăn từ bên ngoài, thay thế bóng đèn dây tóc bằng bóng đèn hình quang tiết kiệm năng lượng và vỗ nhẹ vào đầu Lasso Junior trước khi đi về con đường của mình. Tuy nhiên, Wall-E vấp phải chữ R trong Pixar lúc đi, vì vậy nó dừng lại và chỉnh lại tư thế chút xíu, sau đó nhìn vào camera. Wall-E khẽ đưa mắt ra và đèn tắt bình thường. Một số biến thể của chuỗi này đã được tạo cho các bộ phim Pixar cụ thể. Đối với Cars, thông điệp kỷ niệm 20 năm xuất hiện khi hậu cảnh mờ dần với đầu của Lasso con được sử dụng là số 0. Pixar được thành lập vào năm 1986. Cars phát hành năm 2006, đánh dấu kỷ niệm 20 năm của họ. Một biến thể kỷ niệm khác được tạo ra cho bộ phim Cars 2 năm 2011 với thông điệp Celebrating 25 Years xuất hiện khi hậu cảnh mờ dần. Chữ C xuất hiện ở vị trí tương tự như đầu của Lasso con, sau đó mờ dần để chỉ còn lại văn bản, một lần nữa kỷ niệm ngày kỷ niệm của Pixar. Biến thể này chỉ xuất hiện trong các bản phát hành công chiếu của bộ phim nói trên. Tuy nhiên, trong DVD, các bản phát hành Blu-ray và phát sóng TV cũng sử dụng logo tiêu chuẩn. Đó là câu chuyện lịch sử của chiếc đèn nhún nhảy nổi tiếng của Pixar. Chỉ từ một đoạn phim hoạt hình ngắn, một huyền thoại đã chính thức được ra đời. Đến đây thì video xin được phép khép lại. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã xem video của Spy Room. Đừng quên để lại một like và một subscribe để ủng hộ chúng mình nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Đây là Spy Room, còn mình là Nam.